Xin chào các bạn. Trong video trước, chúng ta đã cài đặt hệ điều hành và kết nối SSH tới Raspberry Pi. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cách kết nối VNC tới Raspberry Pi để điều khiển màn hình từ xa. Đầu tiên, chúng ta cần kết nối SSH tới Raspberry Pi. Sau đó, hãy chạy lệnh sudo raspberry config để vào phần cấu hình. Chọn mục số 3, Interface Option. Sau đó chọn VNC và nhấn Z để bật VNC. Và cuối cùng, hãy nhấn Finish để hoàn thành. Bây giờ, chúng ta sẽ vào trang chủ của realvnc.com để tải VNC Viewer và cài đặt ứng dụng. Tại cửa sổ chương trình, bạn có thể nhập hostname hoặc IP của Raspberry Pi để kết nối. Username và mật khẩu chính là tài khoản bạn đã tạo lúc ban đầu. Bạn có thể đóng cửa sổ cài đặt ban đầu nếu thấy không cần thiết. Để chỉnh sửa độ phân giải của màn hình ảo, bạn có thể vào Raspberry Pi Configuration, Display và chọn độ phân giải phù hợp tại Headless Resolution. Sau đó, chúng ta cần khởi động lại Pi để áp dụng độ phân giải mới. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.